em có biết cô Hà đang đứng ở đâu không nào? Cô đang đứng tại một góc hoa ở bên gia đình đấy. Và hôm nay cô Hà sẽ kể cho các con nghe câu chuyện về sự kỳ diệu của các loài hoa nhé. Các con cùng nhìn ngắm xem này. Đây là một nụ hoa hồng nhung xinh đẹp. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nụ hoa sẽ tỏa hương và với màu sắc đỏ của nữ thần mặt trời đấy. Các con cùng quan sát xem cây hồng nhung có những đặc điểm gì nào? À, có rễ ở phần dưới đất này, có thân cây, rất nhiều lá, có nụ hoa, những nụ hoa đang chuẩn bị khoe sắc. Các con có biết vì sao lại có những nụ hoa xinh đẹp như thế này không nhỉ? Đó là vì nhờ phần rễ cây hút chất dinh dưỡng ở phía dưới, nuôi thân cây và tạo ra những nụ hoa xinh đẹp đấy. Đó là cây hoa hồng nhung. Và bây giờ các con cùng nhìn xem, đây là hoa gì nào? Đây chính là hồng tỉ muội đấy. Cành hồng tỉ muội của cô đã có rất nhiều hoa đang nở bung và những bông hoa đang đua sắc rất đẹp đấy. Bên cạnh đó còn có những nụ hoa đang trúng chín xinh xinh. Các con nhìn thấy chưa nào? Rất là xinh phải không nào? Cây hồng tỉ muội này có rất nhiều hoa, rất nhiều cành. Các con nhìn này, những bông hoa thật xinh, thật đẹp phải không nào? Hồng tỉ muội cũng giống như hồng nhung, cũng có rễ, có thân, có cành, có lá và còn có rất nhiều hoa nữa đấy. Mỗi một loài hoa hồng đều có một màu sắc khác nhau, đó là những nữ thần xinh đẹp đã ban cho loài hoa hồng. Các con cùng nhìn xem, các con có biết đây là loài hoa gì không? À, đây là hoa lan chi đấy. Các bạn ơi, lan chi cũng có hoa, những bông hoa trắng thật xinh đang nở rực này. Các con ơi, xen giữa những lá lan chi màu xanh là những bông hoa nhỏ li ti này. Các con thử đoán xem những bông hoa đỏ này là hoa gì nào? À, đó là loài hoa bỏng đấy. Loài hoa bỏng rất đẹp, có những bông hoa đỏ li ti nở và có rất nhiều hoa trên một cây. Các con ơi, ngoài những bông hoa bỏng đỏ li ti, phía dưới là những chiếc lá đấy. Lá bỏng rất dày, những chiếc lá bỏng này có thể giã đắp lên vết thương khi bị bỏng thì vết bỏng đó sẽ lành đấy. Các con cùng nhìn xem, bên cạnh cây hoa bỏng đỏ li ti này thì nó là hoa gì đây nhỉ? Hoa gì mà lại vàng xinh như thế này? À, đó là hoa cúc đấy. Cây cúc nhỏ của cô có hai bông hoa màu vàng đang đua sắc, tươi đẹp đấy. Các con thử đoán xem, vì sao cây hoa cúc này lại đẹp như thế này nhỉ? À, đó là nhờ phần rễ của hoa cúc hút chất dinh dưỡng ở phía dưới, nuôi cả thân cây và những bông hoa đang nở bung này. Các con ơi, cô đang đứng giữa vườn hoa xinh đẹp của gia đình. Có ánh nắng ban mai xinh đẹp, có làn gió nhẹ đung đưa, có tiếng chim hót véo von này và có rất nhiều các loài hoa đang khoe sắc. Đây là hoa mai. Cây mai không còn mùa nữa, chỉ còn lá, và chúng mình cùng nhau đợi đến mùa xuân rồi đón chào những bông hoa mai vàng xinh đẹp nhé. Đây là hoa hồng tỉ muội này. Đây là hoa chị hồng nhung. Phía dưới còn có hoa bỏng này, hoa lan chi. Và các con cùng nhìn xem, nàng cúc xinh đẹp màu vàng này. Và phía bên này còn nàng thiết mộc lan đang rung rinh theo làn gió đấy. Các con ơi, các con có biết vì sao lại có những bông hoa xinh đẹp này không nhỉ? Muốn có những cây hoa xinh đẹp, chúng mình phải trồng cây và chăm sóc cây nhé. Bây giờ, cô và các con hãy cùng nhau đi trồng những cây hoa xinh đẹp nào. Các con ơi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con trồng cây nhé. Hôm nay cô sẽ trồng cho mình cây lan chi này. Cây lan chi là một loài cây rất dễ sống mà chúng mình có thể đặt ở bất cứ vị trí nào trong nhà đấy. Con hãy cùng quan sát cô trồng cây lan chi này nhé. Cô sẽ trồng cây lan chi vào chiếc chậu nhỏ xinh, rồi cô sẽ đặt vào hiên nhà cô đấy, để tạo cho hiên nhà có một màu xanh thật đẹp. Và các con cũng chọn cho mình một cây để các con trồng nhé. Vậy là cô đã trồng được một cây của cô rồi đấy. Khi trồng cây xong, chúng mình phải làm gì đấy nhỉ?
À, chúng mình hãy nhớ là trồng cây xong, hàng ngày các con phải chăm sóc để cho cây tươi tốt hơn nhé. Bây giờ các con hãy cùng cô đi chăm sóc những cây hoa ở vườn nhà nào. Trước tiên, cô sẽ đi tỉa những chiếc lá vàng cho cây. Nhặt hết những chiếc lá khô. Sau đó cô sẽ nhổ cỏ cho cây. Để cỏ không hút chất dinh dưỡng của cây, cây có thể phát triển đấy. Cùng với nhổ cỏ, cô sẽ xem có những con sâu trên cây và cô sẽ bắt sâu cho cây nữa đấy. Còn một việc vô cùng quan trọng nữa, các con có biết đó là gì không? À, đó là tưới nước cho cây đấy. Cây rất cần nước, cũng như con người chúng ta không thể thiếu nước được đấy. Cô sẽ tưới nước cho cây này. Nhưng các con nhớ, khi tưới, chúng mình tưới với lượng nước vừa phải. Nếu quá nhiều nước, cây sẽ bị ủng và chết đấy. Cô đang tưới nước cho cây bằng bình tưới. Ngoài dùng bình tưới ra, ở nhà các con có thể dùng các dụng cụ khác nhau như dùng gáo, dùng muôi hoặc dùng xoa tưới nhé. Có rất nhiều dụng cụ có thể tưới nước cho cây này. Vừa rồi, cô và các con đã cùng nhau đi tìm hiểu về những loài hoa bên gia đình và cô còn hướng dẫn các con cách trồng hoa, chăm sóc các cây hoa nữa đấy. Các con hãy lưu ý, khi trồng hoa và chăm sóc hoa xong, các con hãy rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng theo các bước mà các con đã được học nhé. Các con thân mến, cây xanh rất cần thiết cho môi trường sống của chúng ta. Vì vậy, cô hy vọng rằng các con hãy cùng bố mẹ trồng cho gia đình mình những cây xanh để tạo cho không khí của gia đình thêm xanh tươi hơn, có sức sống hơn. Và cô tin rằng với sự thông minh, nhanh nhẹn và bàn tay khéo léo của các con sẽ tự trồng cho mình những cây hoa thật đẹp ở bên gia đình. Các con đừng quên rằng khi chúng mình trồng cây, hãy nhờ bố mẹ lưu lại những video hình ảnh rồi gửi đến các cô nhé. Cô hy vọng rằng cô sẽ được đón nhận những video và hình ảnh đẹp của các con trong những ngày gần nhất. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây tạm thời kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở bài học sau.